Tầm quan trọng của đối tác trong kinh doanh nhà thuốc. Hôm nay tôi giới thiệu đến các bạn cái chủ đề quan trọng và ảnh hưởng lớn đến cái sự phát triển và thành công trong kinh doanh nhà thuốc. Đối tác và quan hệ đối tác trong cái môi trường kinh doanh này đóng cái vai trò then chốt trong việc mở rộng mạng lưới, cung cấp các cái sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như là tạo ra cái lợi thế cạnh tranh. Hãy cùng tôi đi vào cuộc hành trình này để mà tìm hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đối tác và quan hệ đối tác trong kinh doanh nhà thuốc. Đối tác là gì? Những cái cá nhân hoặc là tổ chức có quan hệ cộng tác và hợp tác với lại nhà thuốc trong cái việc mà mình cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc là nguồn lực khác. Đối tác có thể là các nhà cung cấp dược phẩm, nhà sản xuất thuốc, các nhà chuyên gia y tế hoặc là các cái đối tác kinh doanh khác. Cái tầm quan trọng của đối tác trong kinh doanh nhà thuốc, mở rộng mạng lưới cung ứng. Đối tác giúp cho nhà thuốc mở rộng mạng lưới cung ứng, tiếp cận các cái sản phẩm và dịch vụ mới. Từ đó thì tăng cường được cái sự đa dạng và lựa chọn cho khách hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Hợp tác với lại đối tác mà uy tín thì sẽ giúp cho nhà thuốc đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất cho khách hàng, tăng cái khả năng cạnh tranh. Đối tác cung cấp những cái cơ hội tiếp cận các cái sản phẩm và công nghệ tiên tiến giúp cho nhà thuốc nâng cao cái khả năng cạnh tranh trên thị trường, hỗ trợ đào tạo và nâng cao cái kiến thức. Một số đối tác cũng cung cấp các cái chương trình đào tạo và hỗ trợ nâng cao kiến thức cho các dược sĩ trong nhà thuốc, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc cho cái hoạt động kinh doanh. Quan hệ đối tác trong kinh doanh nhà thuốc, việc đầu tiên về xây dựng quan hệ đối tác bền vững, cái tính chất tương đồng. Một cái quan hệ đối tác bền vững thường xuyên dựa vào cái tính chất tương đồng giữa các bên, sự phù hợp về mục tiêu kinh doanh, về giá trị văn hóa là cái yếu tố quan trọng để tạo ra một cái quan hệ đối tác hiệu quả. Làm việc cùng nhau trong cái lâu dài, quan hệ đối tác hiệu quả thường được xây dựng dựa trên cái cam kết. Điều này đòi hỏi sự tin tưởng, trung thực và đồng thuận trong cái suy nghĩ và hành động. Quan hệ đối tác bền vững đòi hỏi các bên cùng chia sẻ những cái lợi ích và những cái rủi ro từ việc hợp tác. Điều này giúp tạo ra cái môi trường công bằng và đồng tình trong quá trình làm việc. Tầm quan trọng của quan hệ đối tác trong kinh doanh nhà thuốc, tăng cường uy tín và danh tiếng. Một quan hệ đối tác bền vững giữa nhà thuốc và các đối tác uy tín giúp tăng cường được cái uy tín và cái danh tiếng của nhà thuốc trong cái ngành y tế. Khi mà bạn hợp tác với lại đối tác uy tín, giúp nhà thuốc định vị và đa dạng hóa thương hiệu, từ đó thu hút đối tượng khách hàng rộng hơn, tiếp cận thị trường và mở rộng dịch vụ. Quan hệ đối tác nhà thuốc tiếp cận được với lại thị trường mới và mở rộng dịch vụ, từ đó thì tạo ra được cái cơ hội phát triển và tăng cái doanh số bán hàng. Quan hệ đối tác đem lại cơ hội học hỏi và chia sẻ kiến thức, và các cái đối tác có kinh nghiệm giúp nhà thuốc nâng cao năng lực và hiệu suất kinh doanh. Tiếp theo, về xây dựng quan hệ đối tác hiệu quả trong kinh doanh nhà thuốc, tạo sự hỗ trợ trong cái lúc khó khăn trong cái quá trình kinh doanh. Nhà thuốc có thể gặp phải những cái khó khăn và những cái thách thức, quan hệ đối tác đáng tin cậy có thể cung cấp sự hỗ trợ và hỗ trợ tư vấn trong cái việc mà mình vượt qua được những cái khó khăn này. Sự đồng cảm và sẵn lòng giúp đỡ của các đối tác nhà thuốc vượt qua những cái thời điểm khó khăn một cách rất là dễ dàng. Quan hệ đối tác đem lại cơ hội đánh giá chất lượng và hiệu suất của nhà thuốc từ phía các cái đối tác, nhận được phản hồi và đánh giá khách quan từ đối tác giúp nhà thuốc cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời thì đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu của khách hàng. Một trong những cái lợi ích lớn nhất của quan hệ đối tác là tăng cường cơ hội kinh doanh. Hợp tác với lại đối tác có thể mở ra cánh cửa đến thị trường mới, tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng và cung cấp những cái sản phẩm và dịch vụ mới. Chia sẻ cái nguồn lực, hợp tác với đối tác có thể là giúp nhà thuốc tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa cái nguồn lực. Chia sẻ nguồn lực như nhân lực, cơ sở, hạ tầng và vốn đầu tư giúp tăng cường hiệu suất
kinh doanh và tạo ra được cái lợi ích chung cho cả hai bên. Các cái yếu tố cần để xây dựng một cái mối quan hệ đối tác hiệu quả. Quan hệ đối tác bền vững dựa vào sự tin tưởng và sự trung thực giữa các bên. Các đối tác cần phải tôn trọng và đánh giá cao lời hứa và cam kết, đồng thời đảm bảo được cái sự minh bạch và trung thực trong các cái giao dịch kinh doanh. Suy nghĩ chiến lược xây dựng một cái quan hệ đối tác hiệu quả đòi hỏi phải suy nghĩ chiến lược từ cả hai bên, phải đề xuất và đánh giá kỹ lưỡng các cái lựa chọn mục tiêu và lợi ích chung để mà tạo ra được một cái cơ hội hợp tác có lợi nhuận và bền vững. Quan hệ đối tác hiệu quả yêu cầu sự cam kết lâu dài từ cả hai bên. Cái việc mà xây dựng một cái quan hệ đối tác đáng tin cậy và bền vững không thể xảy ra qua một đêm mà đòi hỏi sự kiên nhẫn và quyết tâm trong cái quá trình làm việc cùng nhau. Tôn trọng và thể hiện sự đồng tình. Một quan hệ đối tác hiệu quả cần tôn trọng quan điểm và ý kiến của đối tác và sẵn lòng thể hiện được sự đồng tình và thấu hiểu đến các mong muốn của nhau. Những cái thách thức đối với quản lý xung đột, mỗi bên trong quan hệ đối tác thường có những cái lợi ích riêng và mục tiêu kinh doanh khác nhau. Quản lý xung đột lợi ích là một cái thách thức đối với việc duy trì mối quan hệ bền vững. Cái sự rõ ràng và đồng thuận về các lợi ích chung và mục tiêu sẽ giúp giảm thiểu sự xung đột và tạo ra được sự hài hòa trong cái mối quan hệ đối tác. Tầm quan trọng của giao tiếp. Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa để duy trì mối quan hệ đối tác thành công. Cả hai bên cần phải thường xuyên trao đổi thông tin, cập nhật và thảo luận về các cái vấn đề quan trọng trong quan hệ kinh doanh. Việc đánh giá hiệu quả của quan hệ đối tác là quan trọng để đảm bảo cả hai bên đạt được lợi ích chung và cùng nhau phát triển. Điều này đòi hỏi cái việc mà theo dõi các cái chỉ số kinh doanh, đánh giá tiến độ và đưa ra các cái biện pháp cải tiến. Trong thế giới kinh doanh ngày nay, quan hệ đối tác là một yếu tố then chốt giúp nhà thuốc cạnh tranh mạnh mẽ và phát triển bền vững. Đối tác giúp nhà thuốc tiếp cận các cái sản phẩm và dịch vụ mới, mở rộng thị trường, tối ưu hóa nguồn lực và đồng thời mang lại cái cơ hội học hỏi và chia sẻ kiến thức. Tuy nhiên, để mà xây dựng được một cái mối quan hệ đối tác hiệu quả cần có sự tin tưởng, trung thực, cam kết lâu dài và tôn trọng từ cả hai phía. Cần có sự suy nghĩ chiến lược cùng nhau tạo ra mục tiêu chung và lợi ích từ việc hợp tác. Giao tiếp hiệu quả và việc đánh giá hiệu quả là những cái yếu tố quan trọng giúp duy trì và phát triển mối quan hệ đối tác. Tuy nhiên, việc quản lý xung đột và đặt lợi ích chung lên hàng đầu sẽ giúp giải quyết các cái vấn đề này và duy trì sự hài hòa trong quan hệ đối tác. Trong cái quá trình kinh doanh, nhà thuốc cần xem xét kỹ và lựa chọn đối tác phù hợp, đáng tin cậy và có uy tín. Quan hệ đối tác không chỉ đóng cái vai trò là một cái quy trình thương mại mà nó còn là một cái cơ hội để mà học hỏi và phát triển cùng nhau. Hợp tác lâu dài và cam kết chung giữa các bên cũng giúp tạo ra môi trường hỗ trợ và đáng tin cậy để mà giải quyết những cái khó khăn, những cái thách thức trong cái quá trình kinh doanh. Đối tác không chỉ là một cái đối tác thương mại mà còn là một cái người bạn đồng hành cùng nhau hướng đến cái mục tiêu thành công chung. Quan hệ đối tác hiệu quả là chìa khóa để vượt qua thách thức, phát triển, cạnh tranh bền vững trên thị trường ngày nay. Hẹn gặp lại các anh chị ở trong các cái video tiếp theo. Đừng quên bấm một nút đăng ký, bấm nút chuông thông báo và chia sẻ video này đến với những người bạn của mình. Họ sẽ vô cùng biết ơn bạn và bản thân tôi cũng vô cùng biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng tôi trong việc giúp đỡ nhiều người kinh doanh thành công hơn, hiệu quả hơn và an toàn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của tôi.